bạn có biết là Trang đang đứng ở đâu không ạ? Trong series On The Move tập này thì Trang quyết định sẽ mang đến cho các bạn một điều thú vị, đó chính là ba từ mà các bạn người London dùng nhiều nhất trong một ngày. The, a, and, stop, think. Hi. Hello. Hello. Good. B. Amazing. Great. Sleepy. Hi, xin chào tất cả các bạn. Như các bạn thấy đấy, ở trong phần tình huống vừa rồi thì Trang đi một vòng ở London. Và cụ thể là ở một ga tàu cực kỳ to, Trang gặp mọi người một cách ngẫu nhiên và hỏi một câu hỏi, đó là ba từ mà các bạn ấy dùng nhiều nhất trong một ngày là gì? Chúng mình cũng không bất ngờ lắm bởi vì những từ được nêu ra ở đây cũng khá là tương đồng với ba từ mà các bạn người Mỹ hay sử dụng ở trong video lần trước mà Trang đã làm trong chuyến đi Mỹ. Không biết các bạn còn nhớ không nhỉ? À, nếu bạn nào không nhớ thì có thể quay lại và xem video đó nhé. Trang có thể kể ra một vài ví dụ những từ khá tương đồng như là hi hay là mạo từ ấy, và the mạo từ the. Và theo như quan sát của mình thì ba từ các bạn người Anh sử dụng cũng khá nhiều, đó chính là sorry, please và thanks. Tuy nhiên trong phần còn lại của video này thì Trang sẽ không muốn phân tích những từ mà mình vừa kể nữa. Thay vì đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cảm nhận, những quan sát của mình về cách sử dụng tiếng Anh ở Anh. Cụ thể là vì khi mình ở Mỹ thì mình thấy có một số từ các bạn Mỹ rất thường xuyên sử dụng, không biết các bạn có nhớ không? Ví dụ như từ good. Tuy nhiên từ này thì không được sử dụng cực kỳ nhiều ở Anh. Thay vì đó, mình thấy có 3 từ các bạn Anh. Cụ thể các vùng khác thì mình không biết, nhưng ở London như mình quan sát thì ba từ này rất hay được dùng, đó là cheers, lovely và fine. Cụ thể là fine được sử dụng rất là nhiều. Ví dụ nhé, khi mà mình đi, có một lần mình đi tàu ở Anh từ London đến Cambridge, và khi mà mình lên tàu, mình ngồi cạnh một bác ở ngưỡng tuổi khoảng trung niên ngồi bên cạnh mình, thì khi mà tàu chuẩn bị chạy thì có một người khác bước lên tàu và họ nhìn thấy nhau, có vẻ họ là bạn của nhau và gặp nhau một cách rất là bất ngờ, tình cờ, thì bác kia mới nói hi, how are you? Và các bạn biết không, bác ngồi bên cạnh mình đã trả lời là I'm fine, thank you. Và khi mà nghe đến đoạn này thì mình bất ngờ, wow, vậy là họ sử dụng như vậy thật, giống những cái gì mà mình đã từng được học trong sách giáo khoa. Và ở London họ sử dụng như vậy. Trong một trường hợp khác, khi mà mình đi ăn cùng với bạn ở mình ở nhà hàng thì mình để ý là cái người bên cạnh mình, ở cái bàn bên cạnh mình, khi mà phục vụ họ ra tiếp thêm nước, họ rót thêm nước, thì chắc là bác ấy cảm thấy không cần uống thêm nữa, và bác ấy nói rằng là I'm fine, có lẽ là tôi đủ rồi, không cần lấy thêm nước nữa đâu. À, có một ví dụ nữa, đó là trong chuyến đi vừa rồi, chuyến đi London, thì mình có lịch hẹn với một giáo sư ở trường đại học Westminster, và mình phải gọi điện cho bác giáo sư đó để đặt một cái lịch hẹn. Thì khi mà mình hỏi bác ấy rằng 4 giờ chiều mai có được không nhỉ, mình đã nói rằng how about 4 p.m. và bác ấy trả lời mình là 4 p.m. is fine, tức là 4 giờ chiều thì cũng ổn với bác ấy đấy. Đó, các bạn thấy không? Từ fine được sử dụng vô cùng nhiều và hữu dụng trong những cuộc hội thoại ở Anh. Đây cũng là một điều thú vị nhỉ? Hy vọng rằng video này đã giúp cho các bạn có thể hình dung một chút xíu về những từ được ưa chuộng và thường sử dụng tại Anh. Không biết là mọi người thích từ nào nhất nhỉ? Có thể để lại bình luận ở phía dưới để cho Trang và mọi người cùng biết được không? Và đừng quên like video này nhé! Còn bây giờ thì tạm biệt! Bye!